Con đang học giáo lý Abhidhamma và kẹt ở phần Lokottara tá các tâm siêu thế và thắc mắc các tâm thánh quả và tâm thánh đạo sẽ khác nhau như thế nào. Có một đoạn trong giáo lý Abhidhamma thì giác nguyên dịch có ghi chỉ có thể dừng lại ở thánh quả chứ không thể ở thánh đạo. Có phải tâm thánh đạo là nhân đưa đến tâm thánh quả không sư? Thể như một người thi chuyển lớp từ 1 sang lớp 2 thì khi người ấy thi đạt bài thi liền sang lớp 2 chứ không trụ lại lớp 1 nữa. Con hơi bị rối ở khúc này, mong sư dùng các ví dụ để giải bày. Rồi. Nó giống như vậy nè. Nếu mà quý vị nói là giống như cái chuyện lên lớp á, thì như vậy là cái đứa nhỏ, một cái đứa nhỏ nó thi xong thì nó sẽ trải qua cái giai đoạn là nó nhận kết quả thi đậu và sau đó lên lớp. Thì cái chuyện mà nó nhận kết quả thi đậu á, nó chỉ nhận được một lần thôi, một lần trong đời nó nhận được một lần vào cái thời điểm đó thôi, và sau đó nó sẽ sống trong cái tình trạng của một đứa đã thi đậu, hiểu không? Cái khoảnh khắc mà nó nhận kết quả thi đậu á nó ngắn lắm, nhưng mà mình vẫn kể nó là một khoảnh khắc. Và sau khoảnh khắc nhận kết quả thi đậu đó, nó sống trong cái trạng thái của một cái người đã thi đậu. Thì cũng vậy thôi. Cái tâm thánh đạo á là cái tâm cắt đứt phiền não, thì phiền não chỉ cắt một lần thôi, và sau đó đó đi qua đến tâm thánh quả là cái trạng thái là sau khi đã cắt đứt được phiền não, tức là phiền não không còn nữa. Chính bởi vì như vậy đó, tâm thánh đạo chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời của vị đó thôi. Và tâm thánh đạo vừa sát na thánh đạo vừa có là sát na thánh quả ngay kế tiếp, nó không có cần phải chờ ngày chờ giờ, giống như cái ví dụ hồi nãy của cái đứa nhỏ đó là nó nhận cái kết quả thi đậu, thì nó vừa nhận kết quả thi đậu xong là ngay lập tức nó đã trong trạng thái của một đứa thi đậu rồi, nó không phải chờ. Tức là nó vừa nhận kết quả thi đậu xong, nó phải chờ bao lâu đó nó mới thành một cái đứa trong trạng thái thi đậu thì không có nha. Tức là hai cái đó nó kế tục nhau và không cần phải chờ ngày chờ giờ, thì hiểu như vậy là nó gọi là ngắn gọn nhất. Đây. Đây. Cái này thì không biết là sư Tuệ Tường có ý kiến gì không hay là mình cho qua hết. Dạ rồi.